Ơ vậy hả? Ờ nói với ba vậy nữa hả? Muốn nói ba cái gì nữa? Hả? Hả? Muốn nói gì? Nói ba, mai ba cho đi chơi hả? Hả? Mai đi bà nữa nha. Đi chị Mimi nha. Đi không? Ơ vậy hả? Đồng ý ha. Ha, đồng ý giỏi, mai ba cho. Ôi trời ơi, ba hiểu rồi. Con ngoan lắm á, con ba, ăn ba. Ô vậy hả chàng? Ba hiểu lắm chàng rồi. Ô vậy ba hả? Ba hiểu cái cục cưng ba lắm rồi. Ô, vậy dữ hả? Ngày nay con giỏi sao hả? Vậy hả? Ngày nay con ăn chén cháo luôn hả? Hả? Ăn ngon không? Sao? Nói coi nè. Nói coi. Chờ ba chút ha. Giỏi. Hôm nay đi bà có giỏi không? À, hôm nay con đi bà con có giỏi không? Có hả? Có đúng không? cười bác cưng cái cục vàng đó mà bác cưng cái cục vàng của ba đó.